cho tôi mẹ mẹ đi. Rồi đây đây, nó qua tới kìa. Mẹ mẹ. Ngày nào cũng quýnh, ngày nào cũng chửi, làm như đó không quýnh không chửi ăn không ngon cái gì. Mai mốt cái gà có lấy cho một cao, mình cái nhà nào cũng bật cái đứt rồi. Có chồng có rẹo. Ngày nào cũng bốt. Không chồng không rẹo sao vui. Bốt quýnh áp luôn à. Đúng rồi. Trời ơi, không hiểu là nó biết thôi. Tao quýnh muốn được chết, giờ cầm tay cho tao quýnh hả? Thứ 15 đời nhà Minh đệ tử của phái Vũ Đường Dân Phi. Đó. Đâu đây? Thấy nó còn uống chạy nào bảo cũng uống quýnh áp hết kìa. Con có nghẹn bè đầu bà với nó. Con mình con mình đây đi. Liên quan gì tới con? Không mà liên quan tới bệnh và mặt ông Hải ca cháu mà con không có nghẹo mẹ à. Anh hai ơi anh hai, sao anh hai chơi lại như vậy, xài đất mà free vậy, làm nhục mặt cha chú tâm chi. Thôi chưa, buông mình bỏ ra. Thôi chưa, buông nó ra. Tôi hỏi chuyện này nè, ra hay là muốn ăn cây? Ê mà thằng kia giấu rồi sao rồi nè, hai thằng này dính lại cho mặt này vô đây luôn. Ra chứ hai giấu bộ. Giờ nó lấy lòi ra nó kìa. Sát cửa đây rồi tôi giải quyết hết nha. Ba cho con ăn luôn. Mà làm gì đâu trời, làm gì tội phạm. Tôi đâu phải là tội phạm. Thằng Hiếu vô lấy một viên tăng xong hả? Viên tăng xong làm gì? Uống vô tận hỏng tôi chứ chị. Có để tay anh nào gì không? Ê bà tăng xong bà cần cỡ đó bà không làm như mẹ đi bắt á gà vậy á. Quýnh đầu quýnh thằng nào trước? Dạ. Cái gì chắc anh nội? Hai thằng con, già chịu không nổi đâu. Già chịu không nổi đâu. Hai ngày nào chỉ thằng hai cũng ăn đồ cho con ăn, hai cho con ăn, luôn quýnh ba thằng luôn. Dạ tha không quýnh Hiếu quyết định đi, bảo quýnh ăn xong rồi bảo quyết định cho con quýnh tha tha hai ngày. Quýnh tha ăn xong đừng có quýnh, đừng nóng đột quỵ đó, quýnh thành đột quỵ luôn á. Thôi con xin lỗi mẹ. Nó quá trời nhân kiếm cho bà Út cùng dây anh. Đi đâu? Vô đây. Đâu đâu trời. Vô đây. Quá nhỏ khổ mà chịu uống rau dữ vậy. Con dây đem đây. Con dây nào cũng được, đem đây. Ừ đúng rồi đó, con dây đó đem đây bổ. Cái này độc lắm nè. Thôi hiểu này. Nhỏ con. Ngủ nữa hả? Để ha ba cho con mà tung chạy sao? Ừ đúng rồi. Đây đây. Dây nè. Tôi có dây rồi, chú công. Thôi rồi. Mày xong rồi. Dạ. Đây đây Hiếu. Thôi tôi trốn tôi trước rồi. Ơi, chỗ hãy ca trốn rồi. Ủa, tụi mày chạy mày. Con này đây, con còn ba là đang sáng phụ ốm nha. Qua đây quýnh ba cho con mày không có nhau. Làm gì? Chạy hả đưa cậu ba đây. Chiều thông mô. Bảo con hút đi nha. Bảo con nè. Suy tim cho mẹ uống nhiễm đi. Chạy cho mẹ. Cậu ơi. Chạy thông mô khóc khỏi nè. Đừng cái đó già nha trời. Còn hơn cậu phạm. Con mệt lắm rồi. Con cũng mệt chứ con về đi. Mệt không có mệt. Mệt mà. Mày mà ý đứng em. Không có quyền nói. Thôi không làm gì vậy? Cho mình về đi. Cậu rồi, cậu rồi, cậu rồi. Cậu kia giấy, cậu kia giấy. Cậu rồi đứng lên. Đau. Dẫn ra về. Về đây. Đó. Về đây ta xử nữa. Trời. Đây. Đi làm gì? Dạ. Cái gì vậy trời? Ông đứng đây ngay. Cậu ơi sao mà đi. Nếu là dành tăng xe không? Cái cột cho đây cột cho trời ơi mẹ nó ngon nha. Trời ơi, mẹ nó ngon á. Trời ơi. Ông đứng đây em coi. Cột cái gì kỳ vậy? Cột sao phải đứng im? Quỷ già này. Đứng im sao cột? Làm mày ôm hai tay cột cho đứng im. Ta con rồi đúng không? Con về trước. Đâu mày? Lại đây. Làm đi đây. Đưa hai tay mày đi. Lấy hai tay. Đưa hai tay. Đưa tay nè. À được. Làm dữ được. Đưa hai tay nè. Làm như đi bắt cá già trời. Giống cái cột đi, cái cột gì nè. Ông ngay quá. Muốn ăn ghép nó hay gì. Đưa cái tay ông nè. Biết rồi. Già này sao nó nhảy.
đứng lên đây. Ấy ha ha. Làm cái gì bắt cầu cái cọng dây không xong rồi chạy. Đứng lên đây. Đuôi gì? Mày cột cho. Mày tao cột luôn. Đứng lên tay máu đây. Ô cái này. Này hả? Này hả? Sao mới nhiều quá vậy? Ngay ngay hả? Ngay hả? Đưa tay này. Không tự nhiên đưa tay cho chói hả? Không đưa tay thì khổ đầu à. Đưa tay không? Đưa đưa. Đây nè. Tay xấu lắm. Tay không không mà. Đau đau mẹ. Đau dạ dạ. Đau đau. Giò. 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 Giò cái tay đây. À là muốn thích bảo. Cái gì vậy? Đau lao trời ơi. Buông đây không? Buông đâu có đắp đâu mà buông. Trời ơi. Anh tôi đổ mồi rồi đó. Mệt lắm. Đau đau gì hả? Đổ ra là 1 giờ 3. Ba con xấu hổ. Bà chạy không? Hả? Chạy đâu? Đưa đây. 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 Cho ông bà cháu đi. Đau. Ừ. Đem ra ba cho con ra lộ. Đi vậy chạy. Ê đi cái này dắt té nó đỡ không được luôn á. Mẹ, mẹ xin lỗi mẹ mà mẹ tha cho con đi mẹ. Mẹ. Trời ơi bắt cụ cái gì mà nó. Ê. À, đau, đau. Đau. Kéo nha, đi vào ốc nè. Dẫn tội phạm ra lộ nè. Đâu trời. Dép. Dép của con. Dép đâu rồi? Dép. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Từ từ thôi, rồi tôi kêu. Đâu? Có gì từ từ thôi. Lên, lên tới đi trời. Đi hết nổi rồi hả? Có gì vậy trời? Gì vậy? Con bay lên mặt ông mà kéo luôn ông mà dữ vậy. Bán đâu? Con đem gì trả mà. Ông có miệng không? Là nói gì Campuchia không? Nó hiền không? Hiền gì mà hiền. Sắp tới rồi bố ơi. Đâu như gì mà từ? Từ đi. Đi hết nổi rồi hả? Quá kéo vậy kìa. Cho đây chút xíu đi. À, đau tay quá. Mẹ đập này nè. Đá rồi. Cho con mày được cái cung đau. Đau. Ê, dính rồi. Dính cho mẹ hết luôn nè. Vậy trời, dính rồi lắm vậy trời. Mẹ hứa không à. À, lấy mặt ông rồi không không đánh không la không chửi mà hả? Dính thay vô gọt hết đi. Gì trời? Gì vậy? Nãy nó tha rồi mà. À, mẹ xin lỗi mẹ. Chứ nó ngược rồi. Mẹ mẹ xin lỗi mẹ. Xin lỗi em ngàn lần, xin lỗi em. Không biết lỗi, không biết tôi uống thuốc làm sao mà. Một. Có gì? Mẹ kiếm gì vậy mẹ? Ờ đúng rồi, thằng Hiếu chị có thằng Hiếu biết hả? Kiếm gì vậy? Quýnh nữa hả? Kiếm cho bà lộ ra. Trời ơi, bầm gặp bà chân rồi. Con hứa luôn. Hứa là con không phá nữa, thay con một lần thôi. Hứa luôn. Mệt quá rồi. Hứa luôn, hứa luôn, hứa. Thấy không? Chỉ thằng Hiếu là đã nè. Cái này quýnh mới đã phải không? Giờ quýnh thằng Hiếu. Xin lỗi em. Nhảy, nhảy đi, nhảy đi, tầng 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 tầng. Nhảy đi bậy. Tầng 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 Thì ra trước chi mày quýnh khỏi làng. Thôi con đi mẹ. Nói nghe hơi gió không mùi rau rồi. Thế cũng thay cho con đi mẹ. Tha đi. Thả cho người hay. Thằng Hiếu nó chỉ có thằng Hiếu nó biết ý nó đi lấy cây nè. Xin lỗi em. Dạ. Ê con ba trốn nha bố. Nó cái trốn hả mày? Ừ cái trời trốn con quýnh mấy nhiều quá. Ê con ba con ba. Cũng tha tha hết chứ ở đâu mà. Không à. Ai à. Giờ là giả, giờ là giả, giờ sao? Thôi, thôi, giả mặt ông rồi thôi. Đã
mà món ông bả ra không có bao bơm hàng nó xuôi mà xuôi cái gì mày xuôi mày chạy hả rồi bỏ cha bơ vơ luôn rồi thằng đó đâu rồi thằng mặt chạy rồi hả hiếu trời ơi chỉ có thằng hiếu là nó biết ý thôi vì kiếm cây nè nó trời ơi tay chân gì đó lét hết luôn rồi trời chưa tổng hả à. Mẹ đó còn Campuchia nó hoài à. Nãy hứa tha bây giờ chửi nữa chỉ có thằng hiếu là thương hiếu ăn bánh tráng à nãy bộ cái thằng bánh tráng mệt quá hiếu à trong gì nổi với ba cha con à quá ăn đi ngồi vậy.